Có thấy cây Misaki của mình nó sai hoa không? Bây giờ mình đã quay vào thời điểm gần tối nên là có lẽ là các bạn không nhìn được hết cái vẻ đẹp của cây Misaki. Nhưng mà hiện tại thì nó đang có rất là nhiều mầm nụ và hoa. Thì cái cây Misaki của mình ấy, mình cũng đã sử dụng những cái dòng phân bón khác nhau. Và riêng cái dòng phân bón humic đậu nành ấy, thì mình chuyên sử dụng cho vườn hoa hồng của mình. Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ lại tiếp tục có một chương trình khuyến mại với tất cả các bạn khi muốn sử dụng cái sản phẩm humic đậu nành mà do vườn của mình ngâm ủ bạn nhé. Thì như các bạn cũng đã thấy là cái chế phẩm humic đậu nành mình sử dụng chuyên cho vườn, và những cái cây hoa hồng của mình sử dụng thì hiện tại ở thời tiết này thì nó phát triển rất là mạnh, và cộng với những cái dòng phân hiệu quả thì nó sẽ cho ra một cái cây hoa hồng nhiều mầm nụ và cây sẽ phát triển rất là khỏe ở thời điểm này và thời điểm sắp tới. Ví dụ như cây cherry pad của mình ở đây, các bạn thấy không, nó cũng đang rất là nhiều hoa, thì mình cũng đã chia sẻ với tất cả các bạn rồi. Và những cái cây khác, ví dụ như cây của Sapa của mình ở đây, hoặc là một cái cây Eva Cutler của mình ở đây. Đấy. Thì nói chung là mình sử dụng cái dòng phân bón do vườn mình ngâm ủ thì mình cảm thấy nó rất là hiệu quả, và cũng như rất nhiều các bạn khác cũng đã sử dụng thì các bạn cũng thấy cái hiệu quả của cái dòng phân bón này. Nó là từ đậu tương, chuối và trứng. Thì cái dòng phân bón này hiện tại mình đang bán với giá là 100.000 một chai 1 lít. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có cái chương trình giảm giá với tất cả các bạn, một cái chương trình mới. Trước đây thì mình cũng đã có một cái chương trình đó là giảm giá khi mua 2 chai thì chỉ còn 150.000. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ lại tiếp tục khuyến mại với tất cả các bạn để các bạn cũng có thể sử dụng cái dòng phân bón humic đậu nành này của mình. Thì cái chương trình khuyến mại thì sẽ được diễn ra trong khoảng 1 tuần. Thì tất cả các bạn có thể đặt mua cái sản phẩm humic đậu nành này của mình chỉ với giá là 150.000 trên 2 chai. Và các bạn có thể đặt hàng ở ngay trong cái video, các bạn có thể bình luận ở ngay cái video này để các bạn có thể đặt hàng cái sản phẩm này và sử dụng cho vườn hoa hồng của mình. Cũng như những cái dòng phân bón ấy thì các bạn có thể sử dụng cho tất cả những cái loại cây, ví dụ như là rau củ quả, hoặc là các bạn có thể sử dụng bón cho những cái cây cảnh khác thì nó cũng rất là hiệu quả. Và tất cả các bạn có thể đặt hàng mua cái sản phẩm này ở ngay trên cái kênh YouTube của mình, hoặc là kênh YouTube Vườn Hoa Hồng Chuẩn Garden, hoặc là các bạn cũng có thể bình luận qua trang fanpage của mình để các bạn đặt mua được cái sản phẩm này các bạn nhé. Rất cảm ơn tất cả các bạn, và hy vọng là tất cả các bạn sẽ đồng hành cùng kênh Vườn Hoa Hồng Chuẩn Garden TV. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.